Hey, đến đây. Trong danh quyền năng Jesus Christ. Đứng lên. Đến đây. Đi ra. Đứng lên. Đi ra. Đi ra. Chúng ta nhìn thấy người đàn ông này ngã xuống bởi quyền năng của Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Cha. Hãy đến đây. Anh đã được tự do. Chúa Giêsu yêu mến anh. Cảm ơn. Bây giờ anh cần phải theo Chúa Giêsu, ok? Yes sir. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi được tự do. Tôi muốn dâng đời sống mình cho Đấng Christ. Tôi cần sự giúp đỡ của Chúa. Tôi cần phải học làm thế nào theo Chúa Giêsu. Tôi đã không biết làm thế nào. Khi ông cầu nguyện cho tôi chưa từng cảm giác một quyền năng như vậy trong cuộc đời này. Quyền năng đó đi qua tôi làm tôi giật cả người. Tôi đã từng hút sách, nhậu nhẹt và dùng thuốc phiện. Tôi dâm dục đã từ lâu rồi và có một cuộc sống rất tồi tệ. Tôi muốn dâng đời sống của mình cho Đấng Christ tối hôm nay. Tôi cần sự giúp đỡ. Cảm ơn lại Cha. Mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Bây giờ anh đã được giải cứu khỏi tà linh mà khiến anh làm những thứ này. Như anh đã nói, mình muốn dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ, thì Đấng Christ cũng sẵn sàng nhận anh làm con trai của mình. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Cha. Cảm ơn Giê-xu, tôi đã được tự do. Tên tôi là Joseph, đến từ tiểu bang Missouri ở nước Mỹ. Tôi 22 tuổi, tôi có một năng đề lớn trong cuộc sống. Hút thuốc, uống rượu và hút thuốc phiện. Và có rất nhiều điều ác quỷ trong cuộc đời. Nhưng bây giờ tôi đã được giải cứu. Tôi đã được tự do và cảm giác rất nhẹ nhàng. Tôi chưa từng bao giờ cảm giác như vậy trong cuộc sống này. Tôi đã cầu nguyện cho ngày này đã lâu rồi. Cảm ơn Đức Chúa Cha. Tôi đã có nan đề về lưng cũng như về mắt. Và chuyện gì xảy ra cho anh khi nhà thông thái Harry cầu nguyện cho anh? Tôi cảm giác có nhiều năng lực hơn mà trước kia. Tôi cảm giác có một dòng điện đi ngang qua thân thể tôi. Nó là một quyền năng to tát mà tôi chưa từng cảm giác và từ Chúa Trời. Và sau khi cầu nguyện thì chuyện gì xảy ra? Well, lưng của tôi không còn đau nữa và mắt của tôi trở nên tốt hơn. Ông ấy bảo tôi rằng hãy bắt đầu sống cho Chúa Trời. Và Chúa Giêsu sẵn sàng tiếp nhận tôi. Đó là một bước tiến lớn đối với tôi, bởi vì tôi thường vật lộn với Đức Chúa Trời đã lâu lắm rồi. Bây giờ tôi đã được tiếp nhận. Tôi sẽ bắt đầu thay đổi đời sống của mình với sự giúp đỡ của Chúa Trời. Và tôi sẽ không đi chơi với bạn bè xấu nữa. Kinh Thánh chép, cả nhân loại đều đã phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Những kẻ có tội không thể sống trong sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa. Khi mọi người thấy Chúa Giêsu, họ nhìn thấy bản tính và quyền năng của Thượng Đế. Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho mọi người và tha thứ tội lỗi cho họ. Ngài hứa với họ về một nơi ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Chúa Giêsu đã hy sinh sự sống của Ngài và nhận hình phạt thay cho cả nhân loại. Sau đó Ngài đã sống lại. Điều này cho thấy rằng Ngài đã đắc thắng quyền lực của sự chết. Trong Chúa Giêsu, Thượng Đế bày tỏ chính Ngài cho mọi người. Ngài đã làm điều này để hễ ai đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, người đó sẽ bước vào sự hiện diện của Thượng Đế. Chúa Giêsu là đấng mà hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Vậy cho nên, bất cứ ai theo Chúa Giêsu sẽ thoát khỏi sự trừng phạt và sẽ hưởng được cuộc sống đời đời với Thượng Đế. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh sống cùng với những kẻ tin theo Ngài để bày tỏ lẽ thật và ban quyền năng cho họ để sống theo đường lối của Thượng Đế. Ngài bây giờ cho những người lần đầu tiên mới đến. Như tôi đã nói, sự cứu rỗi linh hồn không đơn giản chỉ là lời nói suông. Xin Chúa vào lòng của con, lau sạch con bởi huyết của Ngài, cứu rỗi linh hồn của con. Rồi sau đó lại làm những điều mình ưa thích. Không thể được như vậy. Sự cam kết, cần sự cam kết, đó là điều giới thiệu chúng ta đến với Chúa Giêsu. Rồi thì bạn mới trở thành tài sản của Chúa Giêsu, dân sự của Ngài. Hallelujah. Ngài bây giờ hãy để Thánh Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ ở bên trong lòng của các bạn. Hãy cầu nguyện theo lại Chúa Giêsu. Hãy vào lòng của con, lau sạch con bởi huyết máu của Ngài, cứu linh hồn của con hôm nay. Cứu linh hồn của con hôm nay. Hãy làm con một ống dẫn của sự sáng của Ngài, thành ống dẫn của tình yêu thương Ngài, ống dẫn của sự tin cậy, vâng lời, trở thành một ống dẫn tha thứ. Trong danh Jesus Christ, Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời Kinh Thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng, hàng ngày bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi, đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ganh ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tính tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.